Xin chào các bạn xem video của mình nhé. Shop xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu vòng nhé, một cái mẫu vòng đá phong thủy mix với lại chạm bạc các bạn nhé. Đấy thì mình xin giới thiệu với các bạn là mình cũng kinh doanh cái hàng trang sức thì rất là lâu rồi nhé. Đấy thì hôm nay mình mới tập làm video nhé, để mình cho lên kênh YouTube nhé. Thì để bạn nào mình xem được cái kênh của mình nhé, thì các bạn nếu như mà các bạn đang cần tìm một cái vòng phong thủy để đeo nhé, thì các bạn tham khảo cái sản phẩm bên mình nhé. Đấy thì bên mình là mình có đủ cho mọi lứa tuổi nhé, từ nam nữ rồi trẻ em nhé, mình đều có cả nhé. Và cái sản phẩm cái vòng phong thủy bên mình nhé, là mình thường là mix nhé, mix với những cái sản phẩm bạc và vàng các bạn nhé. Đấy, bạc vàng và là cái hàng chuẩn các bạn nhé, chứ không phải là cái hàng 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 mỹ ký, hàng hàng mạ đâu các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, cái cham bên mình nhé, cham bên mình là cham bạc xịn luôn các bạn nhé. Đấy cho nên là bạn nào mình thích nhé, mình thích cái vòng phong thủy nhé. Đấy, vòng đá phong thủy mà có kết hợp với lại một số cái cham nhé, cham bằng bạc như này thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nhé. Đấy, các bạn đeo thì nó vừa vừa tốt này, vừa tốt này, vừa 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 đẹp này, vừa tốt cho sức khỏe nhé. Đấy thì cái cham như này nhé, thì mình có hai loại nhé, một loại là mạ vàng và một loại là để trắng như này nhé. Đấy thì bạn nào mình thích nhé, mình thích cái kiểu như nào nhé, thì mình sẽ mix cho các bạn như thế nhé. Đấy thì đây là một cái vòng 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 có cái cỡ cỡ đá là 10 ly các bạn nhé. Đấy 10 ly này, 10 ly thì phù hợp cho các bạn nữ nhé. Đấy các bạn nữ hoặc là các bạn nam mình thích đeo nhỏ nhé. Đấy đeo nhỏ thì mình đeo cái cỡ 10 ly như này cũng được nhé. Đấy thì mình sẽ đưa vào tay nhé, mình sẽ đeo vào tay để cho các bạn nhìn cái dáng của cái vòng khi mà đeo lên tay nhé. Đấy rất là đẹp phải không các bạn? Đấy rất là đẹp luôn nhé. Đấy, đây là vòng vòng đá mã não các bạn nhé. Đấy mã não nhé. Đấy đá mã não thì cũng rất là tốt nhé, rất là tốt cho sức khỏe, cầm nó rất là mát các bạn ạ. Đấy, rất là mát, mát tay nhé, mát tay và nó nặng, nó chắc, chứ không phải là cái hàng 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 rẻ tiền và cái hàng hàng giả đâu các bạn nhé. Đấy bên mình đã bán là chuẩn luôn nhé. Đấy các bạn nhìn cái dáng vòng mình đeo lên tay rất là đẹp nhé. Thế thì bạn nào mình có nhu cầu nhé, có nhu cầu về cái sản phẩm đá phong thủy như này nhé. Đấy mà cụ thể là cái vòng mix cái cham bạc hoa hồng như này nhé, thì các bạn alo cho mình theo cái số điện thoại là 0902 nhé, 014708 nhé. Đấy các bạn chỉ cần alo cho mình và các bạn bảo là các bạn muốn mua cái vòng tay đá mã não này, màu đỏ này, đấy mix hoa hồng ví dụ như thế, thì là mình sẽ biết để mình tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé. Đấy thì cái sản phẩm mình đang giới thiệu đây nhé, thì cái giá của nó là 350 các bạn nhé. Đấy giá hiện tại là 350 nhé, bởi vì là nhiều khi là nó cái đá nhá, cái nguồn đá này và cái cham bạc này nó cũng thay đổi theo cái theo thay đổi các bạn nhé. Đấy cũng có lúc giá nó tăng tăng hoặc là nó giảm các bạn nhé. Đấy thì giá hiện tại mình đang ở cái thời điểm mình làm video đây là 350 các bạn nhé. Đấy 350 và hàng mình cam kết cho các bạn là hàng đá chuẩn luôn các bạn nhé. Đấy đá chuẩn, đá đẹp chứ không phải là đá rẻ tiền đâu nhé. Đấy thì bạn nào mình có nhu cầu nhé, có nhu cầu về cái sản phẩm vòng phong thủy như này nhé, thì các bạn liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0902 014708 các bạn nhé. Đấy thì các bạn có thể kết bạn Zalo mình nhé. Đấy nếu như bạn nào mình cần tư vấn kỹ nhé, thì các bạn cứ kết bạn Zalo cho mình nhé, thì để mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé. Đấy thì cái vòng tay này là rất là thích hợp cho các bạn mình đeo nhé, đeo làm trang sức nhé, hoặc là mình hoặc là bạn nào nhé mình cần tìm quà tặng nhé, quà tặng để mình tặng người thân này, đấy hoặc là mình tặng người yêu, tặng bạn gái ví dụ như thế nhé, thì các bạn tham khảo cái mẫu vòng phong thủy này nhé. Đấy thì nó cũng rất là vừa tiền và nó lại rất là ý nghĩa nhé. Thường là
À, các bạn nữ đấy, à, các bạn rất là thích đeo trang sức nhé. Đấy, cho nên là mình tặng nhé, mình tặng cái món đồ món quà trang sức như này thì các bạn ấy cũng rất là thích nhé. Đấy, hoặc là đơn giản là mình đeo trang sức ấy, thì mình cũng nên là có sắm một số loại nhé. Đấy, loại nọ loại kia nhé, để mình thay đổi nhau các bạn nhé. Đấy thì mình đeo cho nó đẹp nhé, bởi vì là cái trang sức ấy, khi các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ làm tăng thêm cái vẻ đẹp nhé. Đấy, cái vẻ đẹp của cái người đeo các bạn nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay mình làm cái video này nhé, để giới thiệu cho các bạn một cái vòng đá nhé, vòng đá cỡ 10 ly nhé. Đấy, 10 ly và mix cái trang bạc hoa hồng như này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm đá phong thủy nhé, thì các bạn liên hệ mình nhé. Đấy, liên hệ mình để mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé. Đấy thì bạn nào mình xem kênh của mình nhé, các bạn yêu thích cái video của mình nhé, các bạn đăng ký kênh nhé, các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, thì để mình có những cái mẫu mới nhé, thì mình sẽ up lên kênh nhé, để cho các bạn tham khảo nhé. Đấy thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Rồi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Rồi, xin chào các bạn nhé.